Bắt ong nha các cụ. Đây ong đây. Đây hai bố con nhé, cả hai bố con đi. Cười đây, ong này. Ong mật nha, khu nhà này ong tự nhiên luôn. Đây. Đây các bác nào có nhu cầu lấy mật thì ấy ở hú em nhá. Ong tự nhiên này. Đấy. Ong nuôi cổ truyền, ong nuôi truyền thống à. Nhà không có gì ngoài điều kiện là ong. Ong đấy. Tăng đấy. Bên này là gà thả vườn. Nhưng mà gà không biết đi đâu hết rồi, nhìn chẳng thấy con nào. Ong thì vẫn còn rất nhiều. Không có điều nhà thì không có gì ngoài điều kiện ngoài ong ở các bạn. Ong ở đấy, ong với gà thả vườn. Nuôi đó truyền thống. Hôm nay có con nó chia, có tổ nó chia đàn, tách đàn lắm. Đây gọi là tách đàn. Chúa đều được bắt rồi, sang bên kia rồi. Để ở trong kia rồi. Bây giờ hiện tại đang tách bứt, bắt bứt quân, gầy quân để nó vào bên kia. Đấy, ui, 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 dịch cho vô con vô. Ừ, đấy. Học đây, học nghề theo ông đây. Ừng ong đấy. Ừng ong đấy, đốt một phát thì thôi con sưng khóc ngay. Chát chừa với ông. Lăng này mừng mấy câu có bị bà đảm bình khi vẫn nào để vơ. Nà. Thì tách, cháu bảo tách sang một cầu thôi để nó ở tổ này chưa ra vào đấy, về đây rồi. Căn bản là nó có con chúa nó khỏe là được á. Nhưng mà lâu. Nó mất thời gian này. Ra vô con vô. Ừ, đốt đấy, nó đốt đấy. Thôi em dừng video tại đây đây. Để em nào có bắt tổ khác rồi lại quay.